Theravada. Triết học A Tỳ Đàm của Phật giáo truyền thống, Buddha Abhidhamma Ultimate Science, nguyên tác D.R. Mangino, bản tiếng Việt Tỳ Khưu Giác Nguyên, tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa và bổ sung. Phật lịch 2559, dương lịch 2015, nhà xuất bản Hồng Đức. Ghi chú nhỏ dịp tái bản. Nhân dịp tái bản, bản thân chúng tôi có thay thế một số chữ dịch cho vừa ý hơn, như chuẩn tướng Parikamma Nimitta thành sơ tướng, thủ tướng Ức-giá-ha Nimitta thành nhiếp tướng. Đồng thời trong bản dịch gốc của chúng tôi vốn không có được những ghi chú tỉ mỉ như quý vị nhìn thấy trong lần tái bản này. Việc chăm sóc bản thảo đòi hỏi nhiều thiện chí và công khó, không đơn giản như nhiều người nghĩ. Ở đây chúng tôi thật lòng cảm ơn hai vị cư sĩ Nguyễn Quốc Bình và Nguyễn Hữu Phúc ở Sài Gòn đã dành nhiều công sức và thời gian cho việc này. Không nhắc đến họ, tôi cho là thiếu lương thiện và rất mong sự cẩn trọng này luôn là một tiền lệ đẹp cho những người làm việc học thuật. Toại Khanh kính ghi. Hồi hướng, ân sư Thích Hộ Giác, bậc thảo điêu tàn do vị tử, đàm hoa lạc khứ hữu dư hương. Tín nữ Trà Thị Ên, sinh năm 1909, mất năm 2003. Tín nữ Nguyễn Thị Huê, sinh năm 1940, mất năm 2002. Lời người dịch: việc Phật ra đời là một nhân duyên hãn hữu. Gặp được Phật Pháp khi Phật không còn nữa cũng không phải việc dễ dàng. Điều đáng tiếc nhất là mang tiếng con Phật nhưng không hiểu được bản ý của Ngài. Chỉ biết bố thí, cầu tài lộc mà không nghiêm trì giới luật để sửa mình là một cực đoan. Giới luật trang nghiêm mà không lắng tâm thiền định thì cũng là một cực đoan. Chỉ có giới hạnh và thiền định mà kiến giải Phật học quá sơ sài, bất cập lại là một cực đoan khác. Cuốn sách đang trên tay độc giả sẽ ít nhiều giúp ta tránh được những kiểu tu học cực đoan. Khi qua đó, ta hiểu được cái mình phải biết là gì và làm sao đưa được cái biết đó vào đời sống tu học thực tiễn để có được lợi lạc ngay bây giờ và cả đời sau kiếp khác. Cuốn sách được chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Anh Buddha Abhidhamma của giáo sư Mangino, một tiến sĩ Tây học mà cũng là một học giả Phật học. Công trình này của ông y cứ trên luận thư Abhidhammatassangaha của Ngài Anuruddha người Nam Ấn, thế kỷ thứ 5, sinh quán ở Kanchipura, nghĩa là đồng hương với các ngài Buddhaghosa, Buddhadatta và Dhammapala. Cả ba trưởng lão vừa kể trên đều là những nhà chú giải tam tạng lừng danh của Phật giáo Nam truyền Theravada. Sách tham khảo A Tỳ Đàm tiếng Việt hiện nay không quá hiếm hoi như ngày trước, nhưng để gọi là đầy đủ hay phong phú thì có lẽ phải đợi đến vài ba thế hệ tăng ni nữa. Năm 10 năm trở lại đây, vì nhiều lý do, tôi đã gác bút không viết hay dịch sách nữa. Cuốn sách này là ngoại lệ. Tôi cầm nguyên tác hướng dẫn một lớp học nhỏ và người ta bỏ công ghi chép thành một tập sách. Lớp mãn, họ đưa tôi đọc lại và đề nghị ấn hành. Cũng như ở vài dịch phẩm trước đây, chẳng hạn cuốn Thuật ngữ luật tạng Pali, trong sách này tôi đã thử dịch mới một số từ ngữ như là một đề nghị để các bậc cao minh góp ý và cùng lấp đầy những chỗ trống không nên có trong Phật học Việt Nam. Như Asufa là bất mỹ thay vì bất tịnh, sắc nhiệt lượng thay cho sắc quý tiết, sắc dưỡng tố thay cho sắc vật thực, tỉnh giác chi thay vì tịnh giác chi, tâm sở, tỉnh thân
và tịnh tâm thay vì tịnh thân và tịnh tâm. Tánh cetasika thay vì tâm sở chỉ đôi khi. Và chữ thân kaya trong sáu cặp tâm sở tịnh hảo cũng được đề nghị một chữ mới là tánh, ám chỉ cho ba danh uẩn thọ, tưởng, hành. Dĩ nhiên tôi làm vậy là dựa vào nhiều lý do và có tham cứu hẳn hoi, không phải tự ý tùy hứng. Một điều nữa, tưởng cũng nên thưa thêm ở đây, người chưa biết gì về A Tỳ Đàm hay Phật Pháp nói chung, khi dở ra trang đầu tiên của cuốn sách này, có thể sẽ không muốn đọc tiếp vì phần dẫn nhập gần như không có. Lẽ ra tôi phải viết thêm chút gì đó, nhưng xét lại thấy không cần thiết. Quý vị có lẽ nên vào mục lục đọc trước những phần dễ nuốt, bởi rõ ràng cuốn sách này được viết cho người đã biết qua ít nhiều hoặc đang học dưới sự hướng dẫn của ai đó. Dù sao cũng xin độc giả nhận nơi đây lời xin lỗi của tôi. Nguyện cầu ngày càng nhiều người về với Phật một cách đúng nghĩa, không là tín đồ theo cách nhẹ dạ, dễ tin, mà phải tin Phật và hiểu Ngài đã dạy gì. Mong lắm vậy thay. Brooke, ngày 22 tháng 8 năm 2012, Giác Nguyên Cẩn Đề. Tiểu sử tác giả: Giáo sư Mentimon, sinh năm 1934 tại Miến Điện. Năm 1957, ông du học Hoa Kỳ tại trường Đại học Illinois và lấy bằng tiến sĩ năm 1960. Từ năm 1967 đến năm 1992, ông là giảng sư ở nhiều trường đại học ở Miến Điện và là người đứng đầu ngành hóa chất quốc gia Miến Điện. Vừa làm việc cho chính phủ, ông cũng vừa dành thời gian nghiên cứu Phật học một cách chuyên cần. Năm 1981, ông đỗ đầu kỳ thi A Tỳ Đàm cấp quốc gia. Năm 1984, ông lại đỗ đầu kỳ thi khóa nghiên cứu thanh tịnh đạo. Các kỳ thi này được tôn giáo vụ của chính phủ Miến Điện tổ chức hàng năm. Giáo sư Mentimon đã viết trên 30 cuốn sách về giáo dục và Phật học. Ông cũng là giảng sư cho nhiều lớp A Tỳ Đàm trên khắp xứ Miến. Năm 1994, ông được chính phủ Miến Điện phong tặng tước vị giảng sư Phật học Sathammacotakathaccha. Từ năm 1993, ông giữ chức cố vấn cho Bộ Tôn giáo Miến Điện. Chương 1: Tâm pháp Chitta. Theo mô tả trong kinh Phật, cái gọi là thế gian hay cõi sanh tử chỉ là một trái lựu với nhiều hạt nhỏ bên trong, là từng cảnh giới cao thấp cho các loại chúng sanh tương ứng. Có loài sống chết buồn vui trong năm trần cảnh, sắc, thinh, khí, vị, xúc, thì gọi là chúng sanh dục giới. Loại khá hơn một tí thì chỉ sống bằng thiền định, nhưng còn có trụ xứ và thân tướng, gọi là phạm thiên sắc giới. Hạng phàm phu cao nhất là chán ghét luôn cả mọi thứ hình danh sắc tướng, tồn tại bằng thứ thiền định phi vật chất, gọi là phạm thiên vô sắc giới. Luân hồi là sự tới lui lên xuống trong ba cảnh giới vừa nói, và có vô số thế giới, tức vô số trái lựu theo cách nói ở trên, trôi nổi và sanh diệt trong cõi không gian vô hạn và dòng thời gian vô cùng. Cứu cánh của người tu hành là tu học để thấy được sự trầm luân, dù ở cảnh giới nào cũng đều là một cuộc chơi vô ích với những sự lặp lại tẻ nhạt không mục đích. Để làm được điều đó, ta phải hiểu xem mình là cái gì trong trời đất này, chuyện phải làm là gì. Hiểu được mình thì sẽ hiểu được thế giới. Có vậy mới có thể bỏ nó mà đi. Có vô số phương cách để nói về con người và thế giới này, nhưng nếu xét kỹ, ta sẽ thấy cách nói của Đức Phật là con đường tốt nhất để dẫn đến sự xa lìa phiền não, không tiếp tục thích hay ghét bất cứ thứ gì ở đời. Trước hết, cái gọi là chúng sanh
hay mỗi cá nhân thật ra chỉ gồm tối đa hai thành tố, sát thân và tâm thức, gọi theo Phật học là danh và sắc. Từ chương 1 của sách này, ta sẽ từng bước tìm hiểu hai chữ danh sắc này và những chuyện phải làm của một người Phật tử đúng nghĩa. Bốn loại tâm. Tâm là tên gọi khác của ý thức hay sự biết cảnh. Sự nhận thức đối tượng. Một cách đại để, tâm được chia thành bốn loại dựa trên các cảnh giới hiện hữu của chúng sinh, Fumi hoặc Avacara. Một, tâm dục giới Kamavacara Citta gồm các loại tâm chủ yếu xuất hiện ở các cõi dục giới Kamaloka. Hai, tâm sắc giới Rupavacara Citta gồm các tâm chủ yếu xuất hiện ở các cõi sắc giới Rupaloka. Ba, tâm vô sắc giới Arupavacara Citta gồm các tâm chủ yếu xuất hiện ở các cõi vô sắc giới Arupaloka. Bốn, tâm siêu thế Lokuttara Citta gồm các tâm của riêng thánh nhân. Tên gọi các thứ tâm trên đây thật ra chỉ là dựa trên phần lớn trường hợp biết cảnh theo các cảnh giới. Trên thực tế, tâm dục giới không chỉ biết riêng cảnh dục trần và các tâm đáo đài, sắc giới và vô sắc giới cũng vậy. Nói sơ lược thì dục giới ở đây bao gồm bốn đọa xứ, cõi người và sáu cõi dục thiên. Sắc giới ở đây là 16 cõi phàm thiên hữu sắc. Cõi vô sắc giới gồm bốn cõi phàm thiên vô sắc. Phàm thiên dĩ nhiên là sắc giới, luôn có nhiều điểm ưu thắng hơn các vị dục thiên về tuổi thọ, tối thiểu 1/3 đại kiếp, oai lực, tâm lực và thần lực, và sự an lạc, thiền lạc, không bị gián đoạn như dục lạc. Gọi là cõi vô sắc, kỳ thực chỉ là một khoảng không gian vô vật chất, nằm bên trên 16 cõi sắc giới. Ở đây, tuyệt không có gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay thiên nhãn. Một, tâm dục giới Kamavacara Citta có tất cả 54 tâm dục giới, 12 tâm bất thiện Akusala Citta, 18 tâm vô nhân Ahetuka Citta, 24 tâm dục giới tịnh hảo Kamasopana Citta. Tâm bất thiện ở đây thật ra không có nghĩa là ác xấu theo tinh thần đạo đức. Chữ Akusala có nghĩa là vụn về, không khéo léo, đúng như trong từ Hán Việt là bất thiện. Ai cũng muốn vui, sợ khổ, nhưng bản chất các tâm bất thiện là đem lại đau khổ, những gì đi ngược lại ước muốn của chúng sinh, nên các tâm này được gọi là tâm bất thiện. A. Tâm bất thiện Akusala Citta. 8 tâm tham Lopha Mula Citta. 2 tâm sân Dosa Mula Citta. 2 tâm si Moha Mula Citta. 1. Tâm tham Lopha Mula Citta. Tâm tham thực ra chỉ có một, nhưng được kể thành 8 vì dựa trên 3 khía cạnh. 1. Sự ham thích một cách hào hứng, tức hỷ thọ Somanasa Sahagatang, hay hững hờ, tức xả thọ Upekha Sahagatang. 2. Có tà kiến Dithigata Sampayutang, đi cùng hay không Dithigata Vipayutang. 3. Tự phát Asankha Rikam, hay được tác động bởi sự do dự của chính mình hay từ người khác, Sasankha Rikam. Vậy 8 cách kể của tâm tham là: 1. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ, Somanasa Sahagatang, Dithigata Sampayutang, Asankha Rikam. 2. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà hữu trợ, Somanasa Sahagatang, Dithigata Sampayutang, Sasankharikam. 3. Tâm tham thọ hỷ, ly tà vô trợ, Somanasa Sahagatang, Dithigata Vipayutang, Asankharikam. 4. Tâm tham thọ hỷ, ly tà hữu trợ, Somanasa Sahagatang, Dithigata Vipayutang, Sasankharikam. 5. Tâm tham thọ xả,
hợp tà vô trợ, upekha sahagatang, ditigata sambayutang, asankarikang. 6. Tâm tham thọ xả, hợp tà hữu trợ, upekha sahagatang, ditigata sambayutang, asankarikang. 7. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, upekha sahagatang, ditigata vipayutang, asankarikam. 8. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, upekha sahagatang, ditigata vipayutang, asankarikam. Từ lúc thức dậy, lúc đầu ngày cho đến khi đi ngủ, các giác quan của ta luôn có khuynh hướng đi tìm những thứ ngọt ngào để thưởng thức, hưởng thụ. Có những thứ chỉ vừa đủ để ta ưa thích một cách lạnh nhạt. Có thứ đối tượng cho ta những cảm giác đam mê, thích thú. Đó là nói về cảm giác của các tâm tham. Một người không có chánh kiến thì không thể biết được cái gì là tâm bất thiện, và tâm tham của họ lúc này được xem là đi cùng với tà kiến. Và sự ưa thích đó chắc chắn phải nằm vào một trong hai trường hợp tự phát hay được tác động. Nói vậy có nghĩa là ta có thể chỉ rõ tâm trạng của một người đang thưởng thức âm nhạc là thuộc loại tâm tham nào, và trong tất cả các trường hợp hưởng thụ dục lạc kiểu khác cũng vậy. Sau đây là hình ảnh minh họa cho tám tâm tham. Một, một người ăn uống mà không bận tâm gì đến chuyện thiện ác trong đó. Hai, một người được bạn rủ đi xem một cuốn phim hay và đương sự cũng không nghĩ gì về chuyện thiện ác trong hành động đó. 3. Một phụ nữ khoác lên người bộ đồ mới, thích thú với nó nhưng cũng kịp nhận biết đó là tâm tham. 4. Một cô gái Phật tử có học A Tỳ Đàm được bạn rủ rê thưởng thức những bản nhạc vừa ý. 5. Một cậu bé ăn bữa cơm nghèo với muối hột, bữa ăn tẻ nhạt và diễn ra trong sự vô tri của cậu bé về Phật Pháp. 6. Một cô gái được mẹ nói cho nghe về giá trị của tấm áo mà bà mua cho cô. Cô đồng ý với mẹ, nhưng đó không phải là lựa chọn của cô, và bản thân cô cũng không biết gì về Phật Pháp. 7. Một người đã biết qua giáo lý về nghiệp báo, ngồi uống một tách cà phê với tâm trạng hững hờ, dù kể ra cũng có tí thích. 8. Một nữ cư sĩ từng học qua Phật Pháp phải miễn cưỡng mua một bộ đồ ở cửa hiệu sau khi được người bán hàng chào mời gia dẫn. 2. Tâm sân, Dosa Mula Citta. Một cách đơn giản, sân tâm có hai trường hợp. 1. Sự bất mãn tự phát, tâm sân thọ ưu, hợp phẫn vô trợ, Domanasa Sahagatang, Patika Sampayutang Asankarikam. 2. Sự bất mãn do được tác động, kích thích bởi người khác hay sự chần chừ của bản thân, tâm sân thọ ưu, hợp phẫn hữu trợ, Domanasa Sahagatang, Patika Sampayutang Sasankarikam. Ở đây, hình ảnh của tâm sân tự phát có thể được tạm hiểu qua sự lo ngại của người mẹ về đứa con gái của mình. Còn loại tâm sân thứ hai có thể tạm hiểu qua tâm trạng khó chịu của đứa con trai khi được ông bố phân tích cho biết cậu đã bị ai đó lừa dối. 3. Tâm si, Mohamula Chitta. 1. Tâm si thứ nhất là trạng thái nghi hoặc về bất cứ vấn đề gì có liên hệ đến tam bảo. Các ngài gọi là si hoài nghi, Upekha Sahagatang Vichikicca Sampayutang. 2. Tâm si thứ hai là tâm si phóng dật, trạng thái tán loạn của tâm thức, Upekha Sahagatang Uttaccha Sampayutang. Ở trường hợp hai tâm si, khía cạnh hữu trợ và vô trợ không thành vấn đề. Hình ảnh minh họa cho tâm si hoài nghi là một người thiếu tin tưởng về nghiệp lý chẳng hạn. Còn về si phóng dật thì là hình ảnh của một cậu học trò không có khả năng tập trung khi thầy giảng bài. Trong khi tâm tham có lúc là hỷ thọ Somanasa Sahagatang hay xả thọ Upekha Sahagatang, tâm sân luôn luôn là ưu thọ Domanasa Sahagatang,
thì hai tâm suy luôn luôn là xả thọ Upekha Sahagata. Nói trên con số thì tâm bất thiện chỉ có 12 so với tâm thiện có đến vài chục loại. Nhưng trong đời sống thường nhật của phàm phu thì sự xuất hiện của chúng chiếm đến phần lớn thời gian. Cơ hội cho thiện tâm thường rất nhỏ, có thể chỉ là một trên nhiều tỷ, bên cạnh hàng tỷ lần xuất hiện của tâm tham. Trong những giây phút mà phàm phu cho là toại ý, thì cũng có đến hàng tỷ lần xuất hiện của tâm sân trong một ngày, cho những giây khắc mà phàm phu bất mãn chuyện này chuyện nọ. Xem bản 1, biểu đồ 12 tâm bất thiện, trang 37, chương 1, tâm pháp. 3. Tâm vô sắc giới, Arupawa Charachita. Với người hữu duyên trong thiền định, thì ngay sau khi chứng đắc ngũ thiền sắc giới, có thể dễ dàng sanh lòng chán ghét đối với đời sống hệ lụy vật chất. Không còn bị phiền phức bởi năm triền cái nữa, tức không còn những khổ tâm thông thường của người đời. Hành giả lúc này tự nhiên có một nhu cầu tâm linh vi tế hơn. Vì ấy thấy chán sợ với những cọ xát của tấm thân sinh lý, với những thứ vật chất phiền toái nặng nề của cơ thể, như nóng lạnh, đói khát, thương tích, bệnh tật. Để vượt khỏi sự tù túng này sau khi xuất khỏi ngũ thiền sắc giới, nên khi đề mục xưa giờ của hành giả vẫn tiếp tục hiển hiện trong hình thức quan tướng. Nhưng vị này lại tác ý đến một đề mục khác, đó là khoảng hư không bao la, vô tận nằm ngoài mọi thứ vật chất. Cùng lúc với sự nhàm chán đối với quan tướng của đề mục cũ, thì quan tướng ấy cũng lập tức biến mất. Trong tâm thức vị này, lúc đó, chỉ còn lại một đối tượng duy nhất là khoảng không bao la. Ngay lúc này có một thứ thiền tâm cao hơn ngũ thiền sắc giới, và chỉ biết có một đối tượng, đó là khoảng không vô tận. Đó chính là tâm hư không vô biên, tầng thiền vô sắc đầu tiên. Để chứng đắc tầng thiền vô sắc thứ nhất, hành giả tập chú vào khái niệm Ananto Akaso, hư không là vô tận. Nếu đủ duyên lành, đương sự lại nhàm chán cả tầng thiền vô sắc đầu tiên, để thấy rằng đến cả khoảng không bao la kia cũng là cái gì đó hữu hạn, bó buộc bởi nó không còn bị tâm biết đến. Thế là đương sự lại tác ý đến sự vô tận, vô hạn của tâm thức để chứng được tầng thiền vô sắc thứ hai là thức vô biên. Ở tầng thiền thứ hai thì Anantang Vinyanang, thức là vô tận. Người hữu duyên lại đi xa hơn, xét rằng hư không là hữu hạn vì còn bị thức biết, và thức cũng không phải là vô tận vì chỉ biết được cái hư không hữu hạn kia, nên hành giả lại lần nữa sanh tâm nhàm chán cả hai thứ bằng cách tập chú vào khái niệm thứ ba, Natthi Kinchanang, không còn gì nữa cả. Trong tâm tưởng vị ấy lúc này cũng đã chối bỏ vừa hư không vừa thức, và đạt tới trình độ vô sở hữu xứ. Một người có huệ căn như Bồ Tát Tất Đạt chẳng hạn, không thể xem tầng thiền vô sắc thứ ba này là cứu cánh sau cùng, khi thấy rằng cái biết trong thiền vô sở hữu xứ dầu gì cũng chỉ là bước nhảy đầu tiên ra khỏi hai đối tượng hữu hạn kia. Như một người không thể an tâm khi nhận ra mình vẫn còn ở ngay phía trước, nơi chốn đang rất muốn rời bỏ, đương sự phải đi xa hơn cho cảnh cũ khuất hẳn tầm mắt. Với sự nhàm chán này, tâm thức của hành giả ngày một vi tế hơn. Vị ấy xét thấy một nội tâm tách khỏi hoàn toàn ba khái niệm vô sắc trước, mới thật sự là an tĩnh và thù thắng. Đề mục của hành giả lúc này chỉ là trạng thái tâm vừa có được. Nói rằng không cũng sai, mà bảo rằng có cũng không đúng. Phi tưởng, phi phi tưởng. Vì ấy an trú trong khái niệm này, e tăng, san tăng, e tăng, tăng ni tăng, đây mới là tịch tịnh, đây mới là thù thắng. Bốn tầng thiền vô sắc được kể là ngũ thiền vì y cứ trên ngũ thiền mà có.
Có thể nói đây là tầng ngũ thiền nhàm chán sắc pháp, như tầng vô tưởng cũng là ngũ thiền, nhưng dành cho người nhàm chán danh pháp. Sự nhàm chán trong các tầng thiền này chưa phải là rốt ráo, và thiền chỉ tịnh cũng không phải là giải pháp cao nhất. Nên sự không tâm ở cõi vô tưởng hay sự vô hình ở cõi vô sắc cũng chỉ là những cứu cánh tạm thời. Sự nhàm chán rốt ráo đối với danh sắc phải y cứ trên tam tướng, và giải pháp xuất ly phải là con đường tứ niệm xứ. Đều cần ghi nhận thêm là năm tầng thiền sắc giới khác biệt nhau ở số lượng thiền chi. Bốn tầng thiền vô sắc chỉ khác biệt nhau ở đối tượng ghi nhận. Còn thiền chi thì ở tầng nào cũng có hai là định và xả. Các tâm vô sắc giới nói chung cũng được chia thành ba phần thiện, quả và tố, với những chi tiết giống hệt như ở tầng thiền sắc giới. A. Tâm thiện vô sắc giới Arupa Vachara Kusala Chitta. Một, tâm thiện hư không vô biên xứ có hai chi thiền là xả và định. Upekhe Kagata Sahitang Akasananja Yatana Kusala Chittang. Hai, tâm thiện thức vô biên xứ có hai chi thiền là xả và định. Upekhe Kagata Sahitang Vinyananja Yatana Kusala Chittang. Ba, tâm thiện vô sở hữu xứ có hai chi thiền là xả và định. Upekhe Kagata Sahitang Akinchanya Yatana Kusala Chittang. Bốn, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ có hai chi thiền là xả và định. Upekhe Kagata Sahitang Newasanya Nasanya Yatana Kusala Chittang. B, tâm quả vô sắc giới Arupa Vachara Vipakachita. Thay thế chữ thiện Kusala bằng quả Vipaka. C, tâm tố vô sắc giới Arupa Vachara Kiriya Chitta. Thay thế chữ thiện Kusala bằng tố Kiriya. D, tâm thắng trí hay tâm thông Avinya Chitta. Một người đã đắc chứng ngũ thiền sắc giới, nếu có thêm bốn tầng thiền vô sắc giới thì tuyệt. Bằng đề mục đất chẳng hạn thì có thể dễ dàng tu tập thêm các đề mục can si ná khác dễ như trở bàn tay. Định tâm có sẵn chỉ cần đổi đề mục mà thôi. Khi có thể nhập định bằng tất cả đề mục can si ná thì coi như đương sự có thể thành tựu ngũ thông không khó khăn. Như khi muốn tạo ra ánh sáng, vì ấy chỉ cần nhập vào ngũ thiền lấy ánh sáng hay màu trắng làm đề mục. Ngay sau khi xuất khỏi ngũ thiền, vị ấy ước muốn có ánh sáng xuất hiện thì sẽ được như ý. Cũng bằng cách đó, đề mục màu xanh tạo ra bóng tối. Đề mục đất giúp đương sự có thể đi đứng trên thông hay trên nước. Với đề mục nước thì có thể trồi lặn trên mặt đất. Với đề mục hư không thì có thể đi xuyên qua tất cả các vật cản. Tâm thiền thực hiện được các thần thông phải là tâm động lực, vì đây mới là tâm như ý túc hay tâm thần túc Chitta Iti Bada. Với phàm phu và thánh hữu học thì hóa thông bằng tâm thiện ngũ thiền sắc giới, còn vị A-la-hán dùng tâm tố ngũ thiền sắc giới. Hai tâm này được gọi chung là hai tâm thắng trí Avinya Chitta, hay còn được gọi là hai tâm hóa thông, còn được gọi là tâm hiện thông. Xem bảng 6, biểu đồ 12 tâm vô sắc, trang 64. 4. Các tâm siêu thế Lokuttara Chitta. Như các tâm thiền đáo đại, chỉ có được từ việc tu tập thiền chỉ tịnh. Các tâm siêu thế chỉ có được thông qua con đường tuệ quán. Có hai loại hành giả tu tuệ quán. 1. Trực tiếp tu tập tứ niệm xứ Vipassana Yanika mà không cần chứng trước một tầng thiền chỉ tịnh nào hết. 2. Chỉ quán song tu Samatha Yanika, tức lấy thiền định làm nền tảng hay phương tiện cho tuệ quán. Ở đây, hạng thứ hai này sử dụng khả năng cận định Upachara Samadhi để quan sát danh sắc.
Nếu duyên lành hội đủ thì hành giả sẽ chứng đắc thánh trí theo một trong ba cách. Dừng lại ở một thánh quả hữu học nào đó trong ít lâu, thời gian bất định, rồi mới chứng quả A-la-hán ngay trong kiếp sống đó. Cách 2 là từng cặp đạo quả nối tiếp nhau xuất hiện cho đủ 8 tầng mới thôi. Cách 3 là vị thánh hữu học phải đợi sang kiếp khác. Điều nên nhớ là chỉ có thể dừng lại ở thánh quả chứ không thể ở thánh đạo. Như một người chỉ đủ duyên trở thành vị tu đà quần, không thể chứng đắc các tầng thánh cao hơn, thì sau khi tâm sơ đạo xuất hiện, tiếp theo đó là tâm sơ quả, và vị này sẽ tái sinh sang kiếp khác trong tư cách một vị sơ quả, rồi tiếp tục tiến lên các tầng thánh cao hơn. Dầu hạng hành giả nào thì cũng phải tu tuệ quán bằng tâm đại thiện, và định trong ngũ quyền lúc đang tu quán phải là cận định. Với người chuyên quán thì là cận định của sơ thiền, nghĩa là của người chưa có được sơ thiền, nhưng các tâm thánh đạo, thánh quả mà hạng này đắc chứng vẫn luôn được kể kèm với sơ thiền, như sơ đạo sơ thiền, sơ quả sơ thiền. Tuy nhiên, sau khi đã đắc xong thánh quả, thì người chuyên quán sẽ không có khả năng nhập sơ thiền như một người tu chỉ trước đó, mà chỉ có khả năng nhập quả định Phalasamapatti mà thôi. Còn đối với các vị đã từng chứng thiền định, thì tầng thánh quả của họ sẽ được gọi chung với tầng thiền mà họ đã chứng, như sơ đạo tam thiền, tam quả tứ thiền. Chính từ điểm này ta mới có 20 tâm thánh đạo và 20 tâm thánh quả, tức lấy 4 tầng thánh nhân 5 tầng thiền. A. Tâm thánh đạo Maggacitta. 1. Tâm sơ đạo đi với một trong 5 tầng thiền Sotapattipaccacitta. 2. Tâm nhị đạo đi với một trong 5 tầng thiền Sakadagami Maggacitta. 3. Tâm tam đạo đi với một trong 5 tầng thiền Anagami Maggacitta. 4. Tâm tứ đạo đi với một trong 5 tầng thiền Arahata Maggacitta. 5 tầng thiền trong tâm thánh đạo. 1. Tâm thánh đạo sơ thiền có đủ 5 chi thiền Vitakka Vichara Piti Sukhe Kagata Sahita Pathapachana Maggacitta. 2. Tâm thánh đạo nhị thiền chỉ còn 4 chi thiền Vichara Piti Sukhe Kagata Sahita Pathapachana Maggacitta. 3. Tâm thánh đạo tam thiền chỉ còn 3 chi thiền Piti Sukhe Kagata Sahita Pathapachana Maggacitta. 4. Tâm thánh đạo tứ thiền chỉ còn lại 2 chi thiền là lạc và định Sukhe Kagata Sahita Pathapachana Maggacitta. 5. Tâm thánh đạo ngũ thiền chỉ còn lại 2 chi thiền là xả và định Upekhe Kagata Sahita Pathapachana Maggacitta. Xem bảng 7 4 tâm thánh đạo trang 68. B. Tâm thánh quả Phalacitta. 1. Tâm sơ quả đi với một trong 5 tầng thiền Sotapatti Phalacitta. 2. Tâm nhị quả đi với một trong 5 tầng thiền Sakadagami Phalacitta. 3. Tâm tam quả đi với một trong 5 tầng thiền Anagami Phalacitta. 4. Tâm tứ quả đi với một trong 5 tầng thiền Arahata Phalacitta. 5 tầng thiền trong tâm thánh quả. 1. Tâm thánh quả sơ thiền có đủ 5 chi thiền Vitakka Vichara Piti Sukhe Kagata Sahita Pathapachana Phalacitta. 2. Tâm thánh quả nhị thiền chỉ còn 4 chi thiền Vichara Piti Sukhe Kagata Sahita Athamachana Phalacitta. 3. Tâm thánh quả tam thiền chỉ còn 3 chi thiền Piti Sukhe Kagata Sahita Pathapachana Phalacitta. 4. Tâm thánh quả tứ thiền chỉ còn lại 2 chi thiền là lạc và định Sukhe Kagata Sahita
Atthamachana Phalakitang. 5. Tâm thánh quả ngũ thiền, chỉ còn lại hai chi thiền là xả và định. Upekhe Kagata Sahitang Atthamachana Phalakita. Ôn tập tổng quát về tâm pháp. 1. Tâm bất thiện Akusala Chitta gồm 12 tâm, là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 2. Tâm vô nhân Ahituka Chitta gồm 18 tâm, là 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện, 3 tâm tố vô nhân. 3. Tâm tịnh hảo dục giới Kamasopanna Chitta gồm 24 tâm, là 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố. 4. Tâm dục giới Kamavacara Chitta gồm 54 tâm, là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới. 5. Tâm đáo đại Mahagata gồm 27 tâm, là 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới. Chữ đáo đại Mahagata ở đây có nghĩa là sự lớn mạnh hay cao cấp. 6. Tâm hiệp thế Lokiya Chitta gồm 81 tâm, là 54 tâm dục giới, 27 tâm đáo đại. 7. Tâm siêu thế Lokuttara Chitta gồm 8 hoặc 40 tâm, là 4 tâm thánh đạo Magga Chitta và 4 tâm thánh quả Phala Chitta nhân với 5 tầng thiền, 8 nhân 5. 8. Tất cả tâm nói chung gồm 89 hoặc 121 tâm, là 81 tâm hiệp thế Lokiya Chitta và 8 hoặc 40 tâm siêu thế Lokuttara Chitta. 9. Tâm vô tịnh hảo Asopanna Chitta gồm 30 tâm, là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. 12 tâm bất thiện là vô tịnh hảo vì chúng là ác pháp, và 18 tâm vô nhân là vô tịnh hảo vì chúng không phải thiện pháp. 10. Tâm tịnh hảo Sopanna Chitta gồm 59 hoặc 91 tâm, tức trừ đi 30 tâm vô tịnh hảo. 11. Tâm thiền, tối thiểu cũng là sơ thiền Pathamacchana Chitta gồm 67 tâm, 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. 12. Tâm phân theo chủng loại Chati, tâm dục giới Kamavacara Chitta gồm 54 tâm. Tâm đáo đại Mahagata Chitta gồm 27 tâm. Tâm hiệp thế Lokiya Chitta gồm 81 tâm. Tâm siêu thế Lokuttara Chitta gồm 8 hoặc 40 tâm. Nói vậy, tức là trong 89 tâm kể gọn gồm 12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 36 tâm quả và 20 tâm tố. Nếu kể 121 tâm thì là 12 tâm bất thiện Akusala Chitta, 37 tâm thiện Kusala Chitta, 52 tâm quả Vipaka Chitta, 20 tâm tố Kiriya Chitta. 13. Tâm phân theo cảm thọ Vedana, trong 54 tâm dục giới ta có 18 tâm hỷ thọ, 2 tâm ưu thọ, 32 tâm xả thọ, 1 tâm lạc thọ, 1 tâm khổ thọ. Trong 81 tâm hiệp thế ta có 30 tâm hỷ thọ, 2 tâm ưu thọ, 47 tâm xả thọ, 1 tâm lạc thọ, 1 tâm khổ thọ. Trong 121 tâm ta có 62 tâm hỷ thọ, 2 tâm ưu thọ, 55 tâm xả thọ, 1 tâm lạc thọ, 1 tâm khổ thọ. Xem bảng 8 các tâm phân theo thọ Vedana, trang 72. B. Tâm vô nhân Ahetuka Chitta. Ở đây là những thứ tâm về thực chất không có chút dấu vết nào của thiện hay bất thiện. 18 tâm vô nhân ở đây gồm 7 tâm quả bất thiện Akusala Vipaka Chitta, 8 tâm quả thiện Ahetuka Kusala Vipaka Chitta, 3 tâm tố vô nhân Ahetuka Kiriya Chitta, 1 tâm quả bất thiện Akusala Vipaka Chitta, 1 tâm nhãn thức biết cảnh xấu Upekha Sahagatang Chakhu Vinyanang, 2
tâm nhị thức biết cảnh sáu, upekha sahagatang sotavinyanang. 3. Tâm tỷ thức biết cảnh sáu, upekha sahagatang khanavinyanang. 4. Tâm thiệt thức biết cảnh sáu, upekha sahagatang chivahavinyanang. 5. Tâm thân thức biết cảnh sáu, dukha sahagatang kayavinyanang. 6. Tâm tiếp thâu biết cảnh sáu, upekha sahagatang sampatichana cittang. 7. Tâm quan sát biết cảnh sáu, upekha sahagatang santirana cittang. Các 7 tâm đều là xả thọ, trừ thân thức thọ khổ. Trong giáo lý A Tỳ Đàm, việc nhìn thấy một hình ảnh nào đó không chỉ đơn giản là công việc của con mắt, mà nó đòi hỏi nhiều thứ tâm tiếp nối nhau. Trong đó có tâm nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện, gồm tâm tiếp thâu làm việc đón nhận hình ảnh từ tâm nhãn thức, rồi thì tâm quan sát như là giai đoạn kiểm định, và tiếp theo là tâm đoán định. Cũng chính là tâm khai ý môn, làm việc đúc kết hay cô đọng hình ảnh đó lại. Cũng cứ vậy mà hiểu, khi một âm thanh chạm vào màng nhĩ ta, thì một loạt các tâm khai ngũ môn, nhĩ thức, tiếp thâu, quan sát, đoán định, cũng là khai ý môn, sẽ tiếp nối nhau sanh diệt, trước khi ta hoàn tất việc nghe được âm thanh đó là gì, với cảm xúc ra sao. 2. Tâm quả thiện vô nhân Ahetuka Kusala Vipakachita. 1. Tâm nhãn thức biết cảnh tốt Upekha Sahagatang Chakuvinyanang. 2. Tâm nhị thức biết cảnh tốt Upekha Sahagatang Sotavinyanang. 3. Tâm tỷ thức biết cảnh tốt Upekha Sahagatang Khanavinyanang. 4. Tâm thiệt thức biết cảnh tốt Upekha Sahagatang Chivahavinyanang. 5. Tâm thân thức biết cảnh tốt Sukha Sahagatang Kaya Vinyanang. 6. Tâm tiếp thâu biết cảnh tốt Upekha Sahagatang Sampatichana Chittang. 7. Tâm quan sát xả thọ biết cảnh tốt Upekha Sahagatang Santirangnang Chittang. 8. Tâm quan sát hỷ thọ biết cảnh tốt Somanasa Sahagatang Santirangna Chittang. Theo trong A Tỳ Đàm thì sự xuất hiện của các tâm ngũ song thức biết cảnh tốt hay xấu là tùy thuộc vào tiền nghiệp thiện ác kusala kusala kamma của mỗi cá nhân. Có người phải thường xuyên nghe thấy những điều bất toại, có kẻ cả đời cơ hồ chỉ thấy biết những chuyện hay ho thú vị. Đó là lý do tại sao có đến 2 tâm nhãn thức, nhĩ thức và thân thức biết cảnh tốt hay xấu. 5 cặp tâm này thường được gọi chung là ngũ song thức. Từ lý do có 2 loại tâm giác quan cũng đã dẫn đến việc có 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát. Theo lý mà nói, bản thân các tâm giác quan chưa đủ để đánh giá các cảnh là tốt hay xấu, nên 4 tâm giác quan đầu phải luôn thuộc xả thọ. Riêng 2 tâm thân thức thì nếu là quả thiện sẽ thuộc thọ lạc, nếu là quả bất thiện sẽ thuộc thọ khổ. Lý do của tâm quan sát thọ hỷ cũng vậy. Khi gặp cảnh bất toại, tâm quan sát quả bất thiện thì sẽ thuộc xả thọ. Nhưng với cảnh toại ý thì có lúc thọ xả, có lúc thọ hỷ. Thọ lạc và thọ hỷ trong 2 trường hợp trên vẫn được xem là chuyện tồn nghi. 3. Tâm tố vô nhân Ahetuka Kiriyachitta. 3 tâm tố vô nhân gồm 1. Tâm khai ngũ môn Upekha Sahagatang Panchadwara Vachana Chittang. Thứ tâm có nhiệm vụ mở đường cho ngũ song thức xuất hiện. 2. Tâm khai ý môn Upekha Sahagatang Manodwara Vachana Chittang. Thứ tâm có nhiệm vụ mở đường cho lộ ý môn. 3. Tâm ứng cúng vi tiếu Somanasa Sahagatang Hasitopada Chittang. Tâm làm việc cười của vị A-la-hán có ý kiến cho rằng chư Phật toàn giác không dùng tâm này. Xem bảng 2, biểu đồ 18 tâm vô nhân, chương 1, tâm pháp, trang 41. C. Tâm tịnh hảo, dục giới, Kammavacara Sopanna Citta. 1. Tâm đại thiện, Mahakusala Citta. 1. Tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ, Somanasa Sahagatang, Nhân Nắc
Sambayutang Asankarikang. 2. Tam đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ Somanasasahagatang nhân ná Sambayutang Asankarikang. 3. Tâm đại thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ, Somanasasahagatang, nhân na vipayutang, asankarikam. 4. Tâm đại thiện thọ hỷ, ly trí hữu trợ, Somanasasahagatang, nhân na vipayutang, asankarikam. 5. Tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ, upekha sahagatang, nhân na sampayutang, asankarikam. 6. Tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ upekha sahagatang nhân na sampayutang sasankarikam. 7. Tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ upekha sahagatang nhân na vipayutang asankarikam. 8. Tâm đại thiện thọ xã ly trí hữu trợ upekha sahagatang nhân na vipayutang sasankarikam. Chữ đại Maha ở đây có nghĩa là nhiều, và cũng có thể gọi tám tâm này là tập thiện dục giới. So với các loại tâm thiện đáo đại và siêu thế, thì thiện dục giới có số lượng nhiều nhất. Tám đại thiện so với năm tâm thiện sắc giới Rupavachara Kusala Citta, bốn tâm thiện vô sắc Arupavachara Kusala Citta, bốn tâm siêu thế Lokuttara Citta, tịnh hảo Sopanna. Ở đây có nghĩa là tốt đẹp, trong sáng, bởi các tâm này hàm chứa những thiện tánh vô tham, alopha, vô sân, adosa, vô si, amoha. Các tâm đại thiện là loại tâm mà các phàm phu Bhuthuchana và thánh hữu học Sekha phải dùng đến để làm các việc lành như bố thí, dana, trì giới, sila hay tu tập chỉ quán phavana. Tâm đại thiện được kể thành 8 dựa trên 3 khía cạnh. Hào hứng tức hỷ thọ hay lãnh đạm tức xả thọ Somanasasahagatang Upekhasahagatang. Có trí tuệ đi cùng hay không nhân na sampayutang nhân na vipayutang. Tự phát hay được tác động vô trợ hay hữu trợ Asankarikang Sasankarikang. Có mặt ở đời thì người ta không làm việc này phải làm việc khác. Không sống bằng tâm trạng này thì phải bằng tâm trạng khác. Khi không hành động hay nói năng, suy nghĩ bằng sự tác động của tham, sân, si, thì người ta chỉ còn một cách lựa chọn là tam nghiệp tịnh hảo. Đó là phép tu hành thiện trong Phật Pháp. Trong một thiện tâm, nhân càng có nhiều đức tánh đi kèm, thì sức mạnh của thiện tâm đó càng mãnh liệt và phong phú hơn. Các đức tính ở đây như đã nói là sự tự nguyện tự phát, là những hiểu biết Phật Pháp và khả năng vui thú trong điều lành. Cộng cả ba lại, ta sẽ có được loại tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Dưới đây là hình ảnh minh họa cho tám tâm đại thiện. 1. Một phụ nữ có hiểu biết về nghiệp lý đem hoa cúng chùa bằng tất cả niềm hoan hỷ không cần ai kêu gọi. 2. Một cô gái có kiến thức về nghiệp lý được bạn rủ đi nghe một thời Pháp thú vị. 3. Một cậu bé nhiệt tình cho tiền một người ăn mày, nhưng tự thâm tâm chưa từng biết gì về nghiệp lý. 4. Một người đàn ông được giao trách nhiệm đưa tiền đóng góp cho một ngôi trường. Ông vui vẻ làm dù không biết gì về nhân quả theo Phật Pháp. 5. Một cô gái quét chùa như một công việc thường ngày, nhưng cô là người có học Phật Pháp để biết ý nghĩa của việc mình làm. 6. Một anh thiện nam được chư tăng nhờ cậy trẻ củi giúp chùa. Lòng anh không hào hứng lắm với công việc tẻ nhạt này, nhưng anh biết rõ đó là một công đức. 7. Một bà cụ ngồi xem kinh, tự ý không cần ai khuyến khích, nhưng không hiểu được lời kinh và xưa giờ cũng chưa từng biết qua nghiệp lý. 8. Một cô gái được mẹ nhờ giặt giùm mấy bộ áo quần. Cô không hào hứng gì với công việc thường nhật này, và bản thân cô cũng chưa từng học đạo ngày nào. 2. Tâm đại quả Mahavipakacitta. Tám tâm đại quả Mahavipakacitta là những loại tâm được tạo ra từ các tâm đại thiện. Chúng có ba nhiệm vụ chính yếu trong đời sống của chúng sinh cõi dục giới thiện thú Sugati. Tâm tái sinh Patisanti
vào các cõi lành. Tâm hữu phần Phavanga trong đời sống thường nhật xen kẽ vào giữa các lỗ tâm. Tâm mệnh chung Chuticitta. Vì được tạo ra từ 8 tâm đại thiện, nên các tâm đại quả cũng gồm có 8 với những khía cạnh tương ứng. Tâm đại thiện thứ nhất là thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì sẽ cho ra tâm đại quả thứ nhất cũng thọ hỷ hợp trí vô trợ. Somanasa sahagatang asankarika mahavipakachita. 3. Tâm đại tố mahakiriyachita. Về 8 tâm đại tố mahakiriyachita chỉ có ở vị A-la-hán thì có 2 điều cần lưu tâm. 1. Trước hết chức năng của tâm đại tố giống hệt như ở tâm đại thiện. Làm hết mọi chuyện mà tâm đại thiện có thể làm, thậm chí có thể nhiều hơn tùy thuộc khả năng mỗi vị A-la-hán. 2. Thứ đến, tâm sở tư trong các tâm đại tố tuyệt đối không có khả năng tạo nghiệp để cho quả dị thục như các tâm đại thiện. Chúng chỉ đơn giản là phương tiện làm việc ngay đời hiện tại, không thể để lại một chủng tử nào trong tương lai. Trong 54 tâm dục giới, có 45 tâm dành cho phàm phu và thánh hữu học. 8 tâm đại tố và vi tiếu chỉ là của riêng các vị A-la-hán. Đều nên biết thêm là người tam nhân ở cõi dục giới nếu có đủ duyên lành đắc pháp thượng nhân, thiền định, đạo quả, thì khi tu thiền định, tức thiền chỉ tịnh Samatha Bhavana, họ vẫn có thể có được 5 tâm thiền sắc giới Rupavachara Kusala Chitta, 4 tâm thiện vô sắc Arupa Vachara Kusala Chitta, và nếu tu tuệ quán Vipassana Bhavana thì sẽ có đủ 40 tâm siêu thể. Xem bảng 3, biểu đồ 24 tâm tịnh hảo. Chương 1, tâm pháp, trang 47. 48. Tâm sắc giới Rupa Vachara Chitta. 2. Tâm sắc giới Rupa Vachara Chitta. Cũng như ở trường hợp các tâm đại thiện, tâm sắc giới gồm có 3 phần. A. 5 tâm thiện sắc giới Rupavachara Kusala Chitta. B. 5 tâm quả sắc giới Rupavachara Vipaka Chitta. C. 5 tâm tố sắc giới Rupavachara Kiriya Chitta. Phàm phu tâm nhân và thánh hữu học sau khi dùng các tâm đại thiện hợp trí để tu thiền chỉ tịnh, từ sau lúc chứng đắc từ sơ thiện sắc giới trở lên, thì họ sẽ có được lần lượt 5 tâm thiện sắc giới ngay ở cõi mình đang sống, và sau đó là ở cõi phàm thiên tương ứng. 5 tâm quả sắc giới được tạo ra từ 5 tâm thiện sắc giới và cũng có 3 chức năng giống hệt như các tâm đại quả là làm tâm tục sinh, hữu phần và mệnh chung cho các phàm thiên cõi sắc giới. 5 tâm tố sắc giới là của riêng các vị A-la-hán, có tất cả tính năng giống hệt như tâm thiện sắc giới. Chỉ khác ở điểm là không thể để lại một quả báo dị thuộc nào cho kiếp sau. So với các tâm đại thiện thì tâm thiện sắc giới có điểm giống là tạo ra các tâm quả tương ứng, nhưng điểm khác biệt ở đây là sự tương ứng giữa các tâm đại quả với cõi tái sinh luôn là bất định. Các tâm quả sắc giới luôn dẫn đến những cảnh giới tái sanh tương ứng một cách cố định. Tâm nào cõi nấy như tâm quả sơ thiền, dẫn sanh cõi sơ thiền. Chỉ trừ trường hợp thánh nhân, tâm thiện sắc giới ở cõi dục giới có thể bị tiêu mất vì hai lý do. Một, sự thiếu chuyên tâm duy trì như Bồ Tát Tất Đạt lúc còn bé. Hai, do phiền não mãnh liệt như trong sớ giải Bổn Sanh Kinh, có ghi ông Devadatta đã mất hết thiền định ngay khi có lòng xúc phạm Đức Phật và Tăng già. Patibhattachito huttva chanang parihayi, hoặc Bồ Tát trong tiền kiếp đã mất thiền ngay khi thoáng thấy hoàng hậu khỏa thân. Nếu đến lúc lâm chung, các tâm thiền sắc giới vẫn còn đó, thì đương sự mới có thể sanh về các cõi phàm thiên tương ứng. A. Tâm thiện sắc giới Rupavachara Kusala Chitta. 1. Tâm thiện sơ thiền sắc giới có đủ 5 chi thiền. Vitaka Vichara Vitisukhe Kagatta Sahitang Pathamachana Kusala Chittang. 2. Tâm thiện nhị thiền sắc giới còn lại 4 chi thiền. Vichara Vitisukhe Kagatta Sahitang Pathamachana Kusala Chittang. 3. Tâm thiện tam thiền sắc giới còn lại 3 chi thiền. Vitisukhe Kagatta Sahitang Pathamachana Kusala Chittang.
4. Tâm thiện tứ thiền sắc giới, còn lại hai chi thiền là lạc và định. Sukhe Kagata Sahitang Pathamachana Kusala Chitang. 5. Tâm thiện ngũ thiền sắc giới, còn lại hai chi thiền là định và xả. Upekhe Kagata Sahitang Pathamachana Kusala Chitang. B. Tâm quả sắc giới Rupavachara Vipakachita. Một tâm quả sơ thiền sắc giới có đủ năm chi thiền. Vitaka vichara piti sukhe kagata sahitang pathamachana vipakachitang. 2. Tâm quả nhị thiền sắc giới còn lại 4 chi thiền. Vichara piti sukhe kagata sahitang pathamachana vipakachitang. 3. Tâm quả tâm thiền sắc giới còn lại 3 chi thiền. Piti sukhe kagata sahitang pathamachana vipakachitang. 4. Tâm quả tứ thiền sắc giới còn lại hai chi thiền là lạc và định. Sukhe kagata sahitang pathamachana vipakachitang. 5. Tâm quả ngũ thiền sắc giới còn lại hai chi thiền là định và xả. Upekhe kagata sahitang pathamachana vipakachitang. C. Tâm tố sắc giới rupavachara kiriyachita. Một tâm tố sơ thiền sắc giới có đủ năm chi thiền. Vitaka vichara piti sukhe kagata sahitang pathamachana kiriya kachitang. 2. Tâm tố nhị thiền sắc giới còn lại 4 chi thiền. Vichara piti sukhe kagata sahitang pathamachana kiriya chitang. 3. Tâm tố tam thiền sắc giới còn lại 3 chi thiền. Piti sukhe kagata sahitang pathamachana kiriyachitang. 4. Tâm tố tứ thiền sắc giới còn lại 2 chi thiền là lạc và định. Sukhe kagata sahitang pathamachana kiriyachitang. 5. Tâm tố ngũ thiền sắc giới còn lại 2 chi thiền là định và xả. Upekhe kagata sahitang pathamachana kiriyachitang. Xem bảng 4 biểu đồ 15 tâm sắc giới trang 52. D. Định nghĩa chữ thiền, jhana. Một cách nôm na, thiền là sự tập trung tư tưởng trên một đối tượng. Việc này cần đến sự kết hợp cùng lúc của năm thiền chỉ. Một, tâm vitaka, sự hướng tâm đến đối tượng. Hai, tứ vichara, sự kiểm soát đối tượng. Hỷ piti, sự hứng thú đối với đối tượng. Thọ vedana, có thể là lạc thọ sukha hay xả thọ upeka trong lúc tập trung trên đối tượng. Định ekagata, sự tập chú samadhi trên đối tượng. Năm chi thiền này là năm tâm sở: tâm, tứ, hỷ, thọ, định, vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata. Nói trên bản chất thì ai cũng có thể có, nhưng để chúng có đủ sức mạnh để trấn áp phiền não và đưa đến các tầng thiền thì đòi hỏi phải được trao dồi một cách đặc biệt thông qua pháp môn thiền chỉ tịnh Samatha Bhavana. Tâm ta thường vốn không yên tĩnh, ở đó luôn bị khuấy động bởi năm triền cái Nivarana là: một, tham dục Kamachanda; hai, bất mãn Vyapada; ba, hôn thủy Thinamitta; bốn, trào hối Uttacca Kukucca; năm, hoài nghi Vichikicca. Tham dục dẫn tâm ta đi lang thang, cảnh này cảnh nọ để tìm cái mình thích. Sự bất mãn dẫn tâm đến tình trạng khó chịu hay bực phiền với những gì bất toại. Hôn thụy là trạng thái giả dưỡi biến lười của tâm. Trạo hối ở đây gồm có phóng dật, là sự tán loạn của tâm, và hối hận, là sự hối tiếc hay cắn rứt trong chuyện cũ. Hoài nghi là sự phân vân thiếu cả quyết với chuyện này chuyện nọ. Cả năm phiền não này được gọi là triền cái Nivarana bởi chúng có tác hại là ngăn che tầm nhìn và cản trở khả năng tập trung tư tưởng. Trong kinh Sangharavasutta, Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật so sánh tham dục giống như nước bị pha nhiều màu tạp sắc, sự bất mãn giống như nước đang được nung sôi, hôn thụy giống như nước bị rong rêu, trạo hối giống như mặt nước bị gió thổi xao động, và hoài nghi giống như nước bị vẩn đục bởi cặn cáo và bùn xìn. Với những loại nước như vậy, ta không thể dùng để soi bóng mình.
Với một nội tâm bị ngăn che bởi năm triền cái thì ta không thể nhìn thấy vấn đề gì hết. Trong Trung Bộ Kinh bài số 39, Đại Kinh Xóm Ngựa, Đức Phật dạy tâm người bị tham dục chi phối giống như một người đang mắc nợ. Tâm bị sân hận chi phối giống như một người bị bệnh mất khẩu vị. Tâm bị hôn thụy chi phối giống như một người bị giam trong ngục tối, chỉ nhìn thấy một ít ánh sáng le lói bên ngoài. Tâm bị trào hối chi phối giống như tâm trạng của một người nô lệ, không thể tự quyết mọi sự, lúc nào cũng trong đời quyết định của chủ. Và tâm bị hoài nghi chi phối thì giống như một người bị lạc đường trên sa mạc, hoang mang không biết ngõ đi. Năm triền cái có thể được trấn áp dài hạn bằng thiền chỉ tịnh, chẳng hạn như chỉ với sự tập trung vào đề mục đất. Một miếng đất thô hình tròn có đường kính khoảng 1 feet, tức một gang tay cộng với 4 ngón tay để ngang màu gạch hoặc màu xám đất để ngang với tầm nhìn của một người ngồi. Lúc này hành giả chỉ việc mở mắt, nhìn thẳng vào đó, chú niệm một chữ đất, được lặp lại nhiều ngàn lần trong suốt buổi thiền định. Tùy trình độ và căn duyên của mỗi người mà giai đoạn bắt đầu này kéo dài lâu hay mau. Năm chi thiền vừa kể ở trên sẽ dần dần đủ mặt qua tiến trình sau đây. Tâm, ở đây là sự hướng đến phiến đất hình tròn đó. Lúc này nó có tác dụng ngăn chặn hôn thủy. Tứ, ở đây là sự quan sát tới lui trên phiến đất đó. Nó có tác dụng ngăn chặn hoài nghi. Hỷ, ở đây là cảm giác trong lúc quan sát của tứ. Nó có tác dụng ngăn chặn sự bất mãn. Hỷ được xem là giai đoạn bắt đầu cho lạc. Hỷ chỉ là sự hứng thú đối với cảnh. Lạc ở đây là sự thưởng thức hay hưởng dụng đối tượng. Chính lạc mới đủ khả năng kéo dài tập chú của tâm trên cảnh. Lạc lúc này có tác dụng đình chỉ trào hối. Định hay nhất tâm ở đây là sự chuyên chú trên phiến đất đề mục, không để tâm biết gì ngoài ra. Tác dụng của nhất tâm là chặn đứng tham dục. Khi năm triền cái được đẩy lùi thì tâm hành giả không còn bị tác động bởi những thứ thích và ghét nữa. Như một người đã hoàn toàn rảnh tay không còn cầm nắm bất cứ món đồ gì thì dĩ nhiên sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Chính ở giai đoạn này, nội tâm hành giả đã trở nên kháng khích cao độ với đề mục đến mức không cần mở mắt vẫn thấy nó hiện hiện rõ ràng lồ lộ. Kinh gọi giai đoạn này là nhiếp tướng ức giá há nimitta. Thay vì giai đoạn đầu chỉ là sơ tướng parikamma nimitta, phải mở mắt nhìn mới thấy. Đến đây thì hành giả vẫn cứ phải tiếp tục trì niệm một chữ đất, đất như lúc đầu, dù đôi mắt đã nhắm hẳn. Nếu đủ duyên lành, năm thiền chi càng lúc càng mạnh. Phiến đất trong tâm tưởng của hành giả lúc này không còn màu sắc cũ nữa, mà trở nên rực rỡ chói lòa như một mảnh gương. Giai đoạn này được gọi là quang tướng, Patipagnimitta. Có một sự khác biệt rất lớn trên hình ảnh đề mục trong hai giai đoạn vừa nói. A. À, phiến đất trong giai đoạn nhiếp tướng giống hệt như phiến đất đang treo trước mặt với đầy đủ mọi chi tiết của bản gốc, như những vết trầy xước lớn nhỏ, một lá cỏ, một cọng rơm đều hiện ra trung thực như thật. B. Riêng hình ảnh đề mục trong giai đoạn quan tướng thì mọi thứ đều trở nên tinh khôi và hoàn hảo, rực rỡ mà không có tí tì vết nào. Các ngài nói rằng hình ảnh đề mục trong giai đoạn này kỳ ảo và siêu thực đến vậy chỉ vì nó thuần túy là một thứ ấn tượng trong tâm thức hành giả. Ngay khi hình ảnh quang tướng xuất hiện, thì khả năng định tâm của hành giả đã đạt tới trình độ cận định Upacara Samadhi. Năm chi thiền lúc này cũng càng lúc trở nên mạnh mẽ hơn. Hỷ và lạc lúc này sẽ cho hành giả cảm nhận một thứ hạnh phúc chưa từng biết qua trong đời. Giai đoạn quang tướng cứ vậy mà được duy trì cho đến khi nào hành giả đắc được sơ thiền thì coi như đã tiến lên một giai đoạn khác. Chẳng hạn đối với trình độ sơ thiền, hành giả có thể xuất nhập trạng thái kiên cố định bao nhiêu lần và đến bao lâu cũng được, thậm chí có thể đến một tuần lễ. Những người tự xét mình có ít đòi hỏi trong nhục dục hơn là nhu cầu tâm linh thì nên hiểu đó là một cơ hội bằng vàng để thử một lần tham dự một khóa thiền chỉ tịnh.
Ngày nay ở Miến Điện ta cũng có thể tìm gặp một vài trung tâm có đường hướng chỉ quán song tu. Ở tầng sơ thiền, năm chi thiền có mặt đầy đủ. Nếu hành giả tiếp tục gìn giữ đề mục cũ, như đề mục đất chẳng hạn, thì từ đây về sau hình ảnh mà họ nhìn thấy chỉ là quan tướng. Nghĩa là từ giai đoạn cận định trở đi, hành giả không cần mở mắt nhìn đề mục nữa. Từ sơ thiền, khi nhàm chán được chi tầm, thì hành giả mới lên được nhị thiền. Bỏ thêm chi tứ, hành giả đắc tam thiền. Bỏ thêm chi hỷ, hành giả đắc tứ thiền. Và cuối cùng, khi lạc được thay thế bằng xả, thì hành giả đắc được ngũ thiền. Cũng trong Đại Kinh Xóm Ngựa bài 39 của Trung Bộ, Đức Phật đã mô tả cảm giác an lạc của các tầng thiền như sau. Cảm giác an lạc của người chứng sơ thiền giống như một cục bột thấm nước. Hành giả nhận ra một sự an lạc tràn ngập cả nội tâm và khắp thân thể mình. Người chứng nhị thiền cảm nhận thân tâm mình như một hồ nước tràn đầy. Người chứng tam thiền cảm nhận tâm mình như những búp sen chìm sâu trong nước. Và người chứng tứ thiền cảm nhận thân tâm mình được bao phủ bởi một thứ an lạc đến từ bên ngoài như người ta trùm một tấm vải. Xem bản 5, các chi thiền và triền cái, trang 58.